Xin chào cả nhà, lại là em Tiểu Hồ đây. Chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay Thượng Hải sáng nay thì có rất là nhiều người Việt Nam cũng đi chung cùng một lúc với em nè. Đặt vé bay á, là lúc 1 giờ chiều nhưng mà tụi em phải chuẩn bị từ rất sớm để qua sân bay check-in trước 3 tiếng. Các loại bún bò, phở bò hay là bún bò kho thì ai xã đều ăn được. Nhưng mà do khẩu phần ăn của người Việt mình thì rất là ít nên là nếu mà một tô thì ai xã ăn không đủ. Thành ra mới kêu tô lớn cho ai xã nè. Còn đây là phần ăn sáng của em, 80.000 được 8 cuốn chả ram nè. Mời cả nhà mình cùng ăn sáng nha. Sài Gòn sáng nào cũng sẽ hối hả như vậy nè. Người người chen chúc nhau, xe máy, xe ô tô chạy tấp nập. Ở Sài Gòn phải nói là lúc nào cũng đối diện với tình trạng là đường chật và người đông. Có khi nào thuế xe ô tô ở Việt Nam mình còn đắt là do đường xá chưa có mở rộng để khống chế người dân mình bớt mua ô tô lại không ta? Kẹt đường thì kẹt, nhưng mà cũng may á, là đến trước được 11 giờ, vẫn còn trừ hao được 2 tiếng để mà lấy vé làm thủ tục nè. Vé em đã đặt online trên mạng trước đó 10 ngày. Tiền vé đợt này tụi em mua được vé rẻ là 1.100 tệ, là 3.800.000 một vé. Vé đã bao gồm bay 2 chặng, tụi em sẽ bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay của Thượng Hải và ở đó quá cảnh 4 tiếng. Sau đó thì tiếp tục bay từ sân bay Thượng Hải về đến Đại Liên thêm 2 tiếng nữa. Vậy là tính tổng ra chỉ có 6 tiếng ngồi trên máy bay thôi. Nhưng mà quá trình di chuyển là mất rất là nhiều ha. Sau khi xong xuôi qua hết các bước kiểm tra và thủ tục thì bây giờ tụi em sẽ ngồi chờ. 1 giờ bay thì tụi em 12 giờ rưỡi sẽ đứng ở chỗ này giống như người ta nè, để mà kiểm tra và lên máy bay. Tại vì đi về đường xa quá, đi tàu lửa thì nó mất nhiều thời gian. Nhưng mà tính ra mình đi tàu lửa hoặc tàu cao tốc á, thì nó vẫn êm cái tai mình hơn nha. Chứ đi máy bay á, ngay từ lúc mà bước lên máy bay đến lúc mà bước xuống á, là lúc nào cái tai nó cũng bị bùng, rất là khó chịu luôn. Lúc này máy bay chuẩn bị hạ cánh ở sân bay Thượng Hải. Ở Trung Quốc á, thì lúc này đã chuyển qua 6 giờ, còn Việt Nam mình á, thì chỉ mới 5 giờ thôi nha. Tại vì giờ của Trung Quốc thì sẽ chạy trước Việt Nam mình 1 tiếng đồng hồ. Lúc xuống sân bay Thượng Hải thì bắt đầu gặp người chị Việt Nam đầu tiên, dẫn con về thăm gia đình chỉ có một mình thôi nè. Sân bay mà càng lớn á, thì cái đi vào kiểm tra nó càng gay gắt nha. Với lại là mình không có biết tiếng á, rất là khó đi một mình. Xuống sân bay Thượng Hải rồi thì bây giờ mình di chuyển xuống tàu điện ngầm. Từ cửa này đi ra cửa khác thôi đó, mà cũng phải đi tàu điện ngầm mới ra nổi. Chứ sân bay Thượng Hải là một trong 3 sân bay lớn nhất của Trung Quốc. Lúc nãy thấy người Việt cho nên là tụi em phụ kéo vali để cho chị ẵm em bé xuống cầu thang. Cho nên bây giờ em bé thấy a xã là chạy qua bên đây nè. Đâu đâu xế rồi tôi mà. À không xế. Ra hậu viên thấy giao xế mà. Mình khai khai. Không ấy dùng ứng dụng dịch mình dịch ra mình đọc thử cái câu hỏi là gì. Cái tên thôi. Đúng rồi chị.
người nước ngoài mà đến Trung Quốc á, thì đều phải ghi một cái tờ khai báo nhập cảnh như vậy nè. Lúc qua cửa thì sẽ bị hỏi mấy câu tiếng Trung vu vơ, xem thử là mình đến Trung Quốc để làm gì. Nhưng mà hỏi nhiều câu đánh trống lảng, xem mình trả lời như thế nào, rồi mới đóng dấu cho mình đi qua. Mới tới ngay chỗ sân bay của Đại Liên, lúc này là 12 giờ đêm rồi nha. Em đi sáng nay là ngồi một chuyến máy bay là 5 tiếng, rồi chuyến thứ hai là 2 tiếng. Mà phải mất thời gian để mà check in trước giờ bay nữa, cho nên là tính ra là từ 10 giờ sáng đến bây giờ là 12 giờ đêm mới xuống được tới sân bay Đại Liên. Giờ tụi em thì phải đi qua tìm một cái phòng khách sạn, xong rồi ngày mai là phải đi thêm một ngày nữa là đi tàu lửa nha, là chiều là tới nhà mẹ chồng. Đi ra trước em đứng chờ sải nãy giờ. Hai mấy chu lái tao mà xin liền, hai mấy chu lái tao mà. Thời tiết bữa nay nó cũng đỡ lạnh hơn là bữa trước mà em đi. Bữa trước em đi thì lúc đó là 20-25 độ. Bữa nay em về thì không biết là ngày mai nhiệt độ thì bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ thì mặc áo với là mình đeo bao tay vô thì mình thấy nó vẫn chịu được, chứ không phải là nó rét gắt như là cái ngày mà có tuyết. Nói chung đi một tháng bây giờ đỡ hơn xíu thì cũng đỡ cả nhà. Ngày này xe người ta taxi đông á. Em với A Sải thì mới bóc được một cái phòng gọi là phòng miễn xu. Thì ở bên đây là những cái phòng miễn xu như vậy là của người dân, những người mà có tiền là người ta sẽ mua những cái căn chung cư như vậy cho mình thuê giống như là phòng khách sạn. Nhưng mà dạng phòng như vậy thì nó rất là rẻ với lại là rất là đẹp luôn nha. A Sải chưa có căn Sải của mình, căn Sải của mình chua chua gì bãi khoai hả? 100 tệ, 100 tệ một đêm mà phòng là đẹp chưa. Đây 100 tệ một đêm là 300 350 nha. Bữa nay tiền tệ là 350 mà phòng có đầy đủ luôn. Tính ra mà mình thấy là giá thành mà ở bên Trung Quốc mà mình đi thuê khách sạn hoặc phòng nghỉ á, nó đẹp hơn, nó gọn gàng ngăn nắp hơn, nhưng mà nó lại rất là rẻ luôn, đúng không bà cô chú? Còn mình về Việt Nam, mình ở Sài Gòn rồi này kia thì mình thấy, em thấy giá phòng thuê rất là đắt nha. 400-500 ngàn mà cái phòng rất bình thường luôn chứ không có gì hết trơn á. Tính ra bên đây mà phòng dạng phòng miễn xu mà mình thuê á là cho người nước ngoài ở. Nếu như mà mình đi qua đây du lịch á mà mình quen biết hoặc là mình biết đường để mà đặt cái phòng dạng như là phòng miễn xu là phòng của người dân á, là mình đặt được những cái phòng như vậy thì giá rất là rẻ. Với lại là nó sạch sẽ mà cái view nó rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nói chung là em thấy là phòng này em còn ưng ý hơn là khách sạn nữa. Đây là thành phố Đại Liên. Ở bên Trung Quốc thì toàn là những cái nhà cao tầng chập chờn như vậy không nè. Wow, quá bự luôn. Em thì em không có thích ở những cái dạng nhà chung cư như vậy, nó ngột ngạt á.
Bây giờ 9 giờ rưỡi tụi em phải tranh thủ ra nhà ga để lấy vé tàu. 11 giờ rưỡi tàu bắt đầu chạy từ thành phố Đại Liên về thành phố Bàn Cẩm, cùng một tỉnh khác thành phố mà em phải đi mất 4 tiếng để tới được thành phố Bàn Cẩm. Tỉnh Liêu Ninh thì có bao gồm 14 thành phố lớn. Thành phố dẫn đầu và là thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh thì là Thẩm Dương, và đứng thứ hai là thành phố An Sơn. An Sơn là thành phố mẹ của thành phố Hải Thành, cho nên là thành phố của anh hai đang ở là trực thuộc khu An Sơn quản. Còn Đại Liên là một thành phố đứng thứ ba, nhưng mà cả nhà mình thấy á là chạy chỗ nào nhìn đường xá cũng bóng lóng luôn ha. Theo kinh nghiệm của em đi nhiều thành phố của tỉnh Đại Liên á, thì em thấy thành phố nào mà đường xá bóng loáng với lại quy hoạch đẹp á thì thành phố đó rất là phát triển, với lại người dân ở đó cũng có tiền nữa nha. Có người nói em lấy chồng xa như vậy, nhưng mà em cũng công nhận là xa thiệt nha. Em đi 2 ngày trời rồi mà em chưa về tới nhà, em cũng đuối dữ lắm. Cũng may là đợt này về thì thời tiết chỉ âm từ 6 độ đến 10 độ, và lâu lâu sẽ có một đợt rét đỉnh điểm tầm khoảng âm 20 độ. Với nhiệt độ như lúc này chỉ âm 5 đến 10 độ thì em chịu được. Để tay ra ngoài mình không có bị cắt rát da rát thịt á, cho nên là mình đi ngoài đường mình cảm thấy cũng rất là thoải mái. Đường đi lên nhà ga của thành phố mà em thấy cứ ngỡ như đi máy bay không đó. Vừa trước đó, có người nói em là khi nào mà có thời gian á thì giới thiệu về thành phố Đại Liên á. Hôm nay thì tụi em ghé đây là đáp sân bay ở thành phố Đại Liên và cũng đi tàu lửa của thành phố Đại Liên về luôn nha. Em mới chạy qua một cái chỗ mà ở chỗ này người ta xúm nhau lại trực ban rất là nhiều, nhưng mà do móc điện thoại ra quay không kịp. Để vài ngày nữa thì em sẽ đi quay trực ban cho bà cô chú mình xem nha. Chỗ tuyết này á là rơi 2 trận tuyết nè, lúc mà em đi với lại một lúc nữa là 10 ngày sau khi em đi. Nhưng mà tới bây giờ cả tháng rồi mà tuyết á thì vẫn chưa có tan nổi, chỗ nào á cũng còn trắng xóa hết trơn á. Khanh chưa đâu mà mình hủy mà. Chưa đâu hả? Hello, chính lắm. Ba ba chiếu hậu là mà ba ba. Ba ba, chiếu thẳng mà. Chậu đu là bố xịn hả? Thật lặng là số gì tham mang tôi mà. 那个他那个妈妈过去了那是刑天爸爸放那个太久了吗刑天那个带了你就放那个就来太久了他还没好对吗不好他他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 他
tại đi hoa chơi thay lái phán chỉnh đang qua mình hối hầu lái thay gì quậy qua mình giao sống chưa lì chậu thay chưa lái chưa biên chậu hầu lái thay điện thay tại đi hoa bỉ rình chơi ghế qua mình nhi hào mama mấy giờ mì không mấy giờ mì mấy là sáng à chưa sao chả rõ đang thu à đi xưa phan rồi à mấy giờ tới đi xưa phan đi à tặng à bác sĩ xin đi à hãy tuân hang nè mì nấu canh nè mì hầm canh mì hầm canh đúng là chứ sư tung bảy sai mà ha món rau cái gì cái thảo muối chua với lại đậu hũ với lại là hầm thịt đó là món ruột của người Đông Bắc á mà chính lại là mà cho nên là về là sẽ nấu món đó ta hãy chia xua rồi bố lận là thế nó hậu chứ có thiên gì thế nó hậu là
这两天差劲了。嗯，那两天冷。tu 少 tu 的，我感觉不冷。 就是零下六度哈，等一下十度，这今天的哈，今天零下十度哈，我感觉还行，不太冷，走的那天才最冷，就是走那几天，有几天，就你走后还有几天冷，对呀，就那两天冷，走那两天冷，大家也想你们的，看看软件视频的也想你们，啊，接我就是。 回家的时候啊，就赶紧搂父母进来啊。好了。那你来你妈没哭啊？我看她伤心，但是好像不哭。她不哭啊？不哭。回来的时候才哭。她然后我准备走了，就上四天了，提醒我走的时候，她就伤心了。对，她伤心，嗯，对。她能不想吗？对。 但是还行，没哭。这几个月很牢。就走回来感觉好远了。好了，吃饭。吃饭吧。好了。换鞋有。好，我收了，吃饭。一个手机在这边呢。再买一个手机了吗？嗯。来。新买手机。看出来吗？嗯。以前的坏了。没有坏，现在这个俩。 你，要把这话往上头一天天的花，这个我了。你给我吃吧。哎，送送冰的，他哪里去？简单吃点得了。这个就卖货的，回星期，然后那边就录视频的，不录啊，一边录了，大口打电话来呢，他就停。看我不好了。爸爸。量太多了。 然后吃饭啊，小时候他没多钱，105。哎，没多钱，俺们挣中呀。妈煮饭。媳妇的汤好。哎呀。 白菜妈妈收的花完了哈，就剩一点点哈。你叫什么事儿？茶叶。嗯。没事。外面没有了都。有的。嗯。茶你吃不了。吃不了，喝不少呢。比如你吃完，那应该就一个月，妈妈都不准备了，给爸爸收了。吃不完。天天都九白菜的。那人家是白菜。都是在吃饭。咋吃的白菜吃不了？你有几次讲吗，爸爸？啊？没去。没去哈。 去没去过市场了？啥？去买过菜没？没有啊，没有。嗯。哎呀，过年这个。我就知道你那样。过年这啥？我买啥玩意儿啊？这新肉、猪肉，过年的肉都买了。但是新肉。猪肉、大骨头，排骨。别买太多。羊腿肉都买了。你这来洗啥？羊腿。 Với người lớn tuổi mà đặc biệt là người lớn tuổi ở bên Trung Quốc thì đối với người ta là thịt rất là quan trọng. Tại vì lúc trước là thời điểm khó khăn nghèo khổ thì muốn có thịt ăn cũng không có. Cho nên bây giờ nghe khách tới nhà hoặc là ngày lễ Tết gì á là ba mẹ lúc nào cũng sẽ là cái món thịt với lại là cái món xương heo hầm canh. Mọi người hỏi em là sao khách tới nhà hay đã hải sản. Tại vì em để ý á, mỗi lần mà nấu đồ ra mấy món thịt là không ai đụng tới luôn. Tới cuối á, đều bưng xuống giống như là mấy bữa mình đi tiệc ở trong làng nè. Khi mà ai mà đãi cái gì mà có con vịt hay là con gà, lúc nào cũng còn y nguyên nguyên con tới cuối luôn, chứ không ai ăn hết trơn. Rồi tới cuối ai lấy á, là lấy nguyên con đi về à. Nói tới đây em cũng hiểu lý do tại sao mà anh bán vịt bạn A Sải thời điểm này bán ế mà muốn dẹp tiệm luôn là như vậy. Chứ lúc trước á, là ngày anh bán cả 100 con vịt trở lên đó. Vậy là video của em hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị đã yêu thương và xem hết video của em. Hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo. Em với là A Sải đã về tới nhà an toàn rồi nha.